Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Vạ Miệng, tác giả Thư Kỳ. Giữa căn nhà lớn có sợi dây thần to bản treo sẵn từ bao giờ. Người đàn ông tên Phương kia trên thân không một mảnh vải, từ từ bước tới rồi trèo lên ghế, tròng cổ vào sợi dây thừng rồi đạp đổ ghế ra sau. Hai mắt người ấy trắng giả, rồi từ từ thè cái lưỡi dài ngoằn. Trước khi người ấy ngừng giãy giụa, chính mắt cô thấy trên trần nhà có một bóng đen đang ngồi chồm hổm ở trên đó. Thứ ấy đu đưa như con thạch sùng, hai tay còn thò dài xuống bóp chặt lấy cổ thầy Phương, trong miệng lẩm bẩm những câu gì cô Nhung không thể nghe rõ. Thay bộ đồ màu đen đã lâu không dùng đến, cô lật đật chạy sang phòng của Quân, đập cửa dồn dập. Cả hai vợ chồng Quân còn chưa ngủ dậy, thấy mẹ sáng sớm đã lớn tiếng, tưởng mẹ có chuyện gì nên Hương bật dậy trước chồng, cài lại cúc áo rồi bước nhanh ra mở cửa. Thằng Quân dậy ngay, dậy đưa mẹ sang bên nhà thầy. Mẹ bình tĩnh đi, có chuyện gì mà mẹ hoảng hốt thế à? Không, gọi nó dậy ngay, nhanh. Nói dứt lời, cô Nhung đẩy con dâu sang một bên rồi lao vào túm cổ áo thằng con quý tử mà lắc mạnh. Lúc này cô mới phát hiện ra cả người Quân một nửa đang nóng như lửa đốt, một nửa đang lạnh như băng. Khi nó từ từ mở mắt ra nhìn mẹ, cũng là lúc nó như thoát được khỏi cơn ác mộng. Quân dùng tay kéo tấm chăn đắp lên chùm kín đầu, miệng liên tục lẩm bẩm: Đừng lại gần tao, đừng. Cái thằng này, dậy mau, mẹ đây mà. Cô Nhung kéo tấm chăn ra, để lộ khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của Quân. Thấy chồng run lẩy bẩy, Hương cũng sợ nhưng vẫn tiến lại gần ôm lấy chồng rồi dỗ về: Nhìn đi anh, em và mẹ ngồi đây nè, đừng sợ. Thôi kệ nó đi, mẹ gọi người khác đưa đi vậy, để ý xem nó bị làm sao. Nếu có gì á thì phải điện ngay cho mẹ, nghe chưa? Để hai vợ chồng Quân tự chăm sóc nhau, cô Nhung quay lại về phòng cầm theo túi xách rồi bước ra cổng. Một lúc sau thì có người đến đón, xe ô tô nhắm theo địa chỉ mà cô báo. Trước cửa nhà thầy Phương, dần đứng xem đông nghịch. Cô ngồi trên xe mà lòng lo âu thấp thỏm. Vừa hay lúc ấy thì điện thoại reo, cô lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm nghe. Đến chưa? Người ta đang khám nghiệm tại nhà, đợi Thủy một chút. Thủy đang ở đâu rồi? Không có tiếng trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên những hồi tút tút kéo dài. Nhìn qua khung cửa kính, cô Nhung rùng mình sợ hãi. Vừa mới làm lễ cho nhà mình xong mà thầy lại tự tử. Phải chăng đây là sự trùng hợp, hay có thứ gì đó đã cướp đi mạng sống của thầy? Chừng nửa tiếng sau thì cô Nhung nhận được điện thoại của bạn. Hai người ngồi trên xe nói chuyện một hồi rồi tiến vào trong. Phong bạc bắt đầu được kéo lên để chuẩn bị cho đám tang. Người nhà khóc lóc nỉ non phía trong, mà bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một. Dẫu sao thì chưa có đến giờ viếng, cô Nhung và bạn nán lại một chút rồi cũng ra về. Hai người quyết định đi tìm thầy khác, vì theo lời kể của cô Nhung, bạn cô khẳng định thứ ấy vẫn chưa bị trục ra khỏi nhà. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, cô đồng ý ngay. Nếu giờ cứ để tình trạng ấy diễn ra, cô sợ cả nhà cô cũng khó mà thoát được. Ông thầy thứ hai mà cô Thủy dẫn đến cách nhà khoảng 30 km. Thoạt nhìn ông thầy này đạo mạo hơn thầy Phương rất nhiều, lời ăn tiếng nói cũng không khoa trương. Chỉ thấy thầy cầm theo một túi đồ rồi bước lên xe, không cần đàn lễ, không cần hương khói gì cả. Ngay trong chiều ngày hôm ấy, nhà cô lại đón thêm một ông thầy tới. Hai vợ chồng Quân đóng cửa không chịu ra ngoài, chỉ có mấy người thợ tò mò đi theo sau ông thầy tên Khánh và cô Nhung.
Vừa bước tới sân nhà, thầy đã đứng khựng lại. Tay phải đang cầm gương bắt quái bỗng rung lên bần bật. Hai mắt thầy ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại ngay. Sau một hồi ngắm nghía căn nhà và phần đất xung quanh, thầy Khánh lấy ra trong túi một lọ nước. Thầy nhờ mấy người thợ vót cho mình 8 cọc gỗ nhỏ. Sau đó nhờ một thanh niên trẻ khỏe đi theo sau. Hễ thầy chỉ ở đâu thì cắm cọc ở đó. Phải dùng tay trái và chỉ được đâm xuống một nhát. Mỗi lần như thế, thầy lại dùng vài giọt nước nhỏ vào cây cọc. Cho đến khi đóng đủ 8 cọc, thầy mới lôi ra một cuộn chỉ đỏ, rồi tự tay buộc sợi chỉ đó từ cây cọc đầu tiên đến cây cọc cuối cùng. Vừa buộc, thầy vừa lầm rầm niệm chú. Sợi chỉ đỏ vừa buộc chắc lại với nhau thành một vòng tròn, thì bất ngờ có tiếng thét vang trời, dẫu cho lúc ấy mặt trời hãy còn đang sáng tỏ. Thầy Khánh quay ra bảo với cậu thanh niên điều gì đó, rồi một mình nhảy vào trong vòng tròn, tay cầm chặt 5 lá cờ ngũ sắc cùng một vật trông giống như cái liễn. Chẳng ai biết thầy Khánh làm trò gì trong ấy, nhưng tiếng thét càng lúc càng lớn, cờ trên tay thầy cũng lần lượt bốc cháy. Đám công nhân hiếu kỳ cũng chẳng dám lại gần. Tuy kẻ nào cũng sợ thứ quỷ quái đang ngày đêm dọa nạt, nhưng hầu hết là mong cho thầy Khánh triệt tiêu được thế lực đen tối ấy. Bên cạnh nhà bếp, cô Nhung đang run rẩy mà nhòm ra ngoài. Nếu lần này thầy Khánh không giúp được, chắc cả nhà cô phải bán xới mà đi mất thôi. Cứ như phim chưởng Hồng Kông, thầy Khánh đứng trong vòng tròn ấy, miệng cứ liên tục lẩm bẩm, tay chân múa may điên loạn. Cỡ chừng nửa tiếng thì dừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên mặt có rớm chút máu còn tanh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau khiến lợi chảy cả máu. Nhìn cô Nhung sợ hãi nép sau tường gạch, thầy thở phào nhẹ nhõm bước tới gần, rồi chỉ vào cái liễn. Dướng người lên nhìn, cô Nhung thấy bên trong có một cục máu đang từ từ chuyển thành màu đen. Thầy vất vả rồi, thứ này là thứ quái quỷ gì mà nhìn nó ghê thế hả thầy? Tôi cần nghỉ ngơi đã, nhà chị vẫn chưa qua đại nạn đâu. Là sao hả thầy? Thứ này phải chẳng phải là bị thầy bắt rồi hay sao? Vừa nói, cô Nhung vừa chỉ tay dẫn đường cho thầy đi vào phía trong nhà. Ngồi xuống bàn nước, thầy Khánh không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi lắc đầu. Cô Nhung chốc chốc lại liếc về phía cái liễn, chỉ sợ từ trong ấy cục máu đen nhảy ra ghim vào mặt một trong hai người thì đúng là hết hồn hết vía. Thầy Khánh chỉ ngồi im lặng. Cô Nhung cũng chẳng dám gặng hỏi thêm, mà lẳng lặng bước vào trong nhà, lấy sấp tiền 10 triệu đã đóng vào phong bì đưa cho thầy. Nhận thù lao xong, thầy lấy vải bọc cái liễn rồi cẩn trọng bưng ra ngoài cửa. Không khí nặng nề xen lẫn lo sợ vẫn cứ bao trùm cả khu xưởng và căn nhà của cô suốt cả tuần trời. Từ ngày thầy Khánh đến bắt thứ ấy đi, mọi người đã không còn mơ thấy những giấc mơ quái gở nữa. Ai cũng tưởng mọi chuyện từ nay đã chấm dứt. Nhưng có vẻ như kẻ thù không hình không bóng của cô Nhung lần này quá mạnh. Đúng vào đêm ngày thứ bảy, tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon, bỗng nghe thấy một tràng tiếng cười ma quái. Đám công nhân cùng gia đình cô Nhung ai cũng nghe thấy cả. Tiếp sau đó là tiếng người cười nói, tiếng chân chạy xung quanh khu nhà xưởng và tiếng chó tru lên từng hồi ghê rợn. Từng cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, xen lẫn tiếng kim loại va vào nhau như có ai đó dùng hai thanh nứa cọ vào nghe rợn cả người. Ngay ngày hôm sau, quá nửa số công nhân của cô xin nghỉ. Biết thứ ấy chưa chịu buông tha, nên cô đành chấp nhận trả lương cho người làm rồi thu xếp tìm đến nhà thầy Khánh. Điều cô Nhung không thể tin vào mắt mình, đó chính là trong căn nhà thầy Khánh có rất nhiều người lạ mặt. Công an và người dân ngồi túm tụm ở ngoài sân mà lấy lời khai. Hỏi qua một người đứng ngoài cổng, cô mới biết cách đây 3 ngày thầy Khánh như bị điên, cứ đến nửa đêm lại chạy long nhong ngoài đường
mà trên thân không có lấy một mảnh vải. Vừa chạy, thầy vừa hét lớn, nhưng không ai hiểu thầy nói gì cả. Cho đến sáng ngày hôm nay, người ta phát hiện thầy đã chết ở ngã ba sông, cách nhà thầy độ nửa cây số. Chỗ này đêm nào dân chài cũng đi qua đi lại, nhưng phải đến gần 10 giờ, người ta mới thấy cái xác đứng giữa bụi tre, hai mắt mở trừng trừng sợ hãi, cùng cái lưỡi đang thò dài ra như lưỡi rắn. Đưa hai tay ôm đầu, cô bước vào xe rồi hít một hơi thật dài. Vài phút sau khi trấn tĩnh, cô gọi điện cho Thủy. Đầu dây bên kia báo lại, bạn của cô vừa gặp tai nạn xe máy. Trời đất như quay cuồng khi nghe tin dữ. Cô nhung rung rung báo điểm đến với bác tài xế, rồi gọi điện về nhà. Điện thoại của cô từ từ tuột khỏi tay khi nghe Quân báo chuyến gỗ xuống xuôi nhà cô bị bớ. Tất cả vốn liếng của cô đổ hết vào ba xe hàng ấy. Nếu bị bớ, nhà cô coi như mất trắng. Đến bệnh viện với khuôn mặt còn thất thần hơn cả mất sổ gạo, cô đi theo sự chỉ dẫn của y tá tìm lên phòng hồi sức. Nhìn bạn mình nằm trên giường trong tình trạng gãy chân và có nguy cơ phải cắt bỏ một bên tay, cô khuỵu xuống khóc nức nở. Cái hạng này đáng lý ra một mình cô gánh, cũng tại vì cô mà bạn bè liên lụy, đến cả hai ông thầy ra tay giúp cũng chẳng toàn mạng. Càng nghĩ, cô càng không hiểu mình đắc tội với thế lực nào. Chẳng lẽ chỉ vì chặt đầu một con chó mà cô phải khốn đốn như vậy? Càng nghĩ, đầu óc cô lại càng như bị bóp chặt lại. Trở về nhà với một núi câu hỏi trong lòng, cô thu xếp cho thợ nghỉ tạm một thời gian, rồi đi rút hết tiền ở một sổ tiết kiệm. Số tiền này đủ để cô chạy khắp nơi tìm thầy. Giờ đây, cô như con chim lạc lối, chỉ cần nghe người ta mách ở đâu là cô tìm đến đấy. Nhưng mọi việc vẫn không khá khẩm hơn là bao. Đêm đêm tiếng quát, tiếng chạy nhảy vẫn cứ vang lên đều đặn quanh nhà. Gần một tháng trôi qua, số tiền cô rút cũng chẳng còn là bao. Gần chục miệng ăn của công nhân vẫn cứ thế đều đặn, lại thêm hàng hóa đợt này khan hiếm. Vì tiết kiệm mà cô đành giao xe cho Quân chạy những chuyến hàng nhỏ xuống dưới xuôi. Xót con lắm, nhưng đơn hàng ngày càng ít nên cô đành phải chấp nhận, dẫu sao cũng bớt đi được một suất lương lái xe hàng tháng. Mọi người cũng quen dần với cảnh ngày ngủ đêm thức, quen với tiếng khóc nỉ non mỗi tối. Duy chỉ có con dâu cô là ngày ngày trốn biệt trong phòng, cơm nước cũng chẳng chịu nấu. Vì nghĩ đơn giản là con dâu sợ nên cô Nhung cũng mặc kệ. Dù sao thì ra ngoài Hương cũng chẳng giúp được gì ngoài mấy việc lặt vặt. Sáng thứ hai đầu tuần, vì chuyến hàng đi khá xa nên Quân dậy từ rất sớm, khởi động xe rồi chờ cho công nhân chuyển hàng lên. Đang lúi húi kiểm tra lốp xe thì từ phía sau Hương bước tới nắm chặt tay chồng, hai mắt rưng rưng, miệng lý nhí. Hôm nay anh thuê người lái được không? Đi đường xa mà anh lái một mình, em sợ lắm. Ôi trời ơi, anh bỏ lô đề rồi. Anh không có cấm xe nữa đâu, giờ đừng có lo, vào ngủ với con đi. Không, hôm nay em thấy trong người sao sao á, anh nghỉ một hôm đưa em đi khám được không? Có bầu thì mai khám, hôm nay hàng vội lắm, anh không có nghỉ được đâu. Quân quả quyết là thế nên lên xe rồi đóng cửa. Đứng từ dưới nhìn lên cabin mà trong lòng Hương cứ nóng như lửa đốt. Đêm qua cô mơ thấy mình đứng giữa một đám cháy lớn, hai cái bóng một cao một thấp trông giống hệt chồng và con mình đang giơ tay vẫy vẫy. Giật mình thức giấc, Hương còn kể cho chồng nghe, nhưng Quân vốn gan dạ nên chỉ ậm ừ rồi gạt phắt đi. Nhìn ánh đèn đỏ dần khuất sau cánh cổng, Hương quay người bước nhanh vào trong. Lần đầu tiên về nhà chồng mà Hương thắp hương sáng sớm, chẳng phải ngày rằm hay mồng một. Dập đầu trước ban thờ gia tiên mà nước mắt cứ ứa ra như một điềm báo. Lời thỉnh cầu lúc sáng sớm của Hương
được đáp lại bằng một cuộc điện thoại lúc 3 giờ chiều. Cô Nhung chạy như điên ra cổng, rồi bất ngờ bị vấp ngã. Hai tay cào mạnh xuống đất. Tiếng cô khóc lóc thảm thiết khiến hàng xóm xung quanh cũng hiếu kỳ mà ra xem thử coi có chuyện gì. Bên trong nhà, Hương đã ngất lịm từ lúc nghe xong cuộc điện thoại. Cảnh sát giao thông vừa gọi điện báo chồng cô bị tai nạn xe xuống dốc. Hàng nhiều nên xe lăn mãi mới dừng lại bên cạnh một con suối nhỏ. Vì gia đình không yêu cầu khám nghiệm nên họ hỗ trợ đưa xác quân về ngay trong buổi chiều hôm ấy. Hai người con gái của cô Nhung cũng chạy về ngay trong đêm. Ai cũng bàng hoàng khi nghe tin Quân đột ngột qua đời. Người quý thì đến thắp cho anh một nén nhang, rồi ngồi xuống bên cạnh quan tài mà trút bầu tâm sự cho những mảnh gỗ vô tri vô giác nghe cùng. Kẻ ghét thì xì xào bàn tán. Họ hả hê lắm khi thấy người sống thức đức như cô mất đi đứa con trai độc nhất. Đúng là miệng lưỡi thế gian, chẳng làm sao có thể sống vừa ý được với tất cả mọi người. Lúc xác Quân được chuyển từ xe xuống, ai cũng giật mình sợ hãi. Người yếu vía nhìn thấy có khi ám ảnh cả đời. Bởi trước mặt mọi người là một cái xác không hề toàn vẹn. Người bên công an xác nhận và đưa hình ảnh trước lúc nhấc xe ra để kéo Quân lên. Toàn bộ chân tay Quân như ai đó đâm chém. Quần áo rách tả tơi, lại còn nhuốm đỏ máu tươi. Thứ đáng sợ nhất chính là cái đầu. Chẳng hiểu xe lăn xuống vực kiểu gì mà mấy mảnh kính có thể cắt lìa được đầu Quân ra khỏi cơ thể. Nhìn xác chồng nát bấy, Hương vật vã như muốn chết theo. Cô Nhung cố gắng giữ tỉnh táo rồi yêu cầu khám nghiệm, nhưng Hương ngăn lại. Mọi việc đã quá rõ ràng rồi. Giờ tắm rửa cho Quân xong lại còn phải khâu từng mảnh thịt lại. Chết đã đau đớn, nay còn muốn mổ xẻ ra thì cô không đành lòng. Giả lại trước khi gia đình ký giấy, bên công an đã bày tỏ quan điểm rõ ràng, vậy nên giờ có muốn cũng khó. Nhìn người ta nâng đầu con trai rồi đưa từng mũi kim vào mà lòng cô như thắt lại. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng đánh con lấy một cái. Dù nó có hư có láo, cô vẫn nhẹ nhàng dạy bảo. Tất cả mọi cố gắng của cô là dành cho con, cho cháu. Giờ con mất thì cháu vẫn còn. Cô không thể gục ngã, không thể trốn tránh được nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tin con trai bà chủ xưởng gỗ mất loan tin đi cả huyện. Người đến giếng đồm đượp từ sáng tới trưa. Dòng hoa tang đặt kính từ trong nhà ra đến ngoài sân. Các ban ngành đoàn thể đã sắp xếp công việc rõ ràng. Đội đào quyệt cũng theo giờ của thầy cúng mà ra nghĩa địa. Thì thoảng phía sân sau, nơi mọi người đang chuẩn bị đồ ăn tiếp khách từ xa tới, lại có tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống kèn. Tiếng khóc nỉ non của ông khóc thuê nghe mà não cả lòng. Người ta bỏ vào giỏ vài chục ngàn chỉ để nghe ông ta sướng tên an ủi vong hồn người đã khuất. Thằng cô tép còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Nó chỉ khóc một chút rồi lại ùa ra sân chơi với các ông các bà. Trong khi ấy, bà nội và mẹ nó thì khóc đến cạn nước mắt, chốc chốc lại lả đi, rồi vài phút sau tỉnh dậy tiếp tục ôm lấy cổ quan tài mà rên rỉ nỉ non. 3 giờ chiều, quan tài được dời ra ngoài sân. Anh em họ hàng đứng nghiêm trang trước linh cữu, nghe điếu văn từ cái loa rè rè. Phút cuối cùng bên hộp gỗ sáo dáng, cô Nhung đưa tay níu chặt mảnh khăn vàng trên quan tài, nhưng cũng chẳng thể giữ con lại. Người ta đem con cô ra đồng trên chiếc xe tang có rồng có phượng. Đoàn người lầm lũi bước theo sau, chốc chốc lại có người khóc ré lên, nghe mà xót hết cả ruột. Đoàn xe tang đi được một nửa đoạn đường thì trời kéo mây đen, sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đoàn. Bác trưởng thôn đôn đáo chạy lên chạy xuống, dục mọi người mau chóng cho xe về nghĩa địa. Kỳ lạ là xe tang đi đến đầu con đường nhỏ thì không thể di chuyển được nữa. Mọi người dù đã cố hết sức nhưng bánh xe vẫn chẳng nhúc nhích thêm chút nào. Thấy tình hình không ổn,
Mấy người đang dìu Hương ghé vào tai cô thì thầm. Trời thì sắp đổ mưa, mà đường vào huyệt cũng chỉ còn một đoạn. Lo lắng cho tất cả mọi người, Hương nghe theo lời các cô mà quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau khấn vọng. Anh ơi, anh sống khôn thác thiên á, thì để mọi người cho xe vào trong nha. Trời thương anh nổi cơn mưa giữa lúc tiễn đưa thế này. Anh còn điều gì á, thì về báo mộng cho em, anh nha. Hương vừa dứt lời thì mọi người hò nhau 1, 2, 3 đẩy mạnh. Xe vừa nãy còn nặng như ai đó chặn lại, mà giờ đã nhúc nhích rồi lăn bánh. Bọt nước trên trời vừa hay vỡ ra thành từng hạt nhỏ. Từng hạt nước mưa bị gió cuốn phăng rồi da vào mặt mọi người trong đoàn đưa tang. Bước từng bước nặng nề sau bánh xe, Hương thầm trách bản thân sáng ngày hôm qua không kiên quyết giữ chồng lại. Nếu như cô biết trước thì có lẽ giờ này anh đã không nằm ở đây. Nhìn xuống cái quyệt mới tinh chuẩn bị đón lấy cơ thể chồng mình, trong lòng ngực cô trái tim như có ai đó đang bóp nghẹt. Đoàn người ghé vào xe, đẩy dần quan tài ra ngoài. Mấy thanh niên trẻ hăng hái đỡ lấy sợi dây thừng rồi nép ở hai bên huyệt. Tấm chiếu cói mới tinh được đặt xuống dưới cùng. Hai đầu mộ cắm sẵn hai cây tre thẳng tắp để đánh dấu. Người ta hò nhau từ từ đưa quan xuống huyệt. Bên dưới, nước mưa đã đọng lại thành dũng. Vậy là từ nay, Hương vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt chồng mình nữa. Cô thì thào với mấy người hàng xóm. Họ rỉ tai anh họ của Quân để cho Hương nhìn mặt chồng một lần cuối. Tuy đã trễ giờ hạ quyệt vài phút, nhưng dù sao thì cặp vợ chồng trẻ cũng chẳng còn có thể gặp nhau được nữa. Một người lớn tuổi lên tiếng để gỡ bỏ tấm kính trắng, nhờ sự giúp đỡ của mấy người bên cạnh. Cuối cùng Hương cũng cúi được người xuống, nhìn vào quan tài mà ngắm khuôn mặt chồng lần sau cùng. Nhưng khi Hương còn chưa kịp nhìn, tất cả mọi người đã nghe tiếng anh họ của Quân đang đứng ở dưới quyệt hét toáng lên. Cái đầu! À! Cái đầu của Quân không cánh mà bay. Trong quan tài chỉ còn phần thân ở lại. Phần vì trời mưa, phần vì người ta sợ cái lạnh lẽo của nghĩa địa ám vào người, nên khi thấy cơn mưa kéo tới, người đưa đám cũng quay đầu gần hết. Những người còn lại chứng kiến cảnh ấy sợ hãi vô cùng. Đám thanh niên tay lăm lăm cuốc xẻng để lấp đất, súng lại ngó xuống dưới. Vì cái xác bị mất đầu mà không ai hay biết, nên việc lấp đất phải dừng lại. Người ta đồn rằng có ai đó đã ăn cắp mất một phần cơ thể của Quân. Có thể là để kiếm tiền. Nhà cô Nhung với khối tài sản ấy chắc chắn sẽ tìm cách chuộc lại cho con. Ông thầy cúng cho đám tang của Quân nghe tin ấy mà cũng rụng rời chân tay. Việc trước mắt ông cần mọi người làm là giăng một tấm bạt lớn che huyệt qua đêm nay. Trong đêm nay, nếu không tìm thấy cái đầu của Quân thì vẫn bắt buộc phải lấp đất. Mấy người gan dạ xung phong trong huyệt được dặn dò kỹ lưỡng rồi mới lên xe ra nghĩa địa. Người nhà cô Nhung còn cẩn thận nấu thêm một nồi cháo gà đem ra tận nơi cho đám thanh niên, lỡ mà đói thì đêm còn có cái ăn. Nhưng ngồi bên cạnh cái xác mất đầu, ai mà ăn cho nổi. Họ thay nhau canh chừng rồi chia ra ngủ. Ở nhà mọi người vẫn đang ngồi bàn bạc. Có người thì nói cái đầu không tự nhiên mà biến mất, và quả quyết thứ ấy đã bị ăn cắp. Có người thì nói cái đầu rơi ở đâu đó lúc đưa ra huyệt, khả năng ấy bị gạt phát ngay đi vì quan tài kín như bưng. Có muốn chui vào cũng phải cậy quan, chứ đừng nói là cái đầu của người chết lăn được ra ngoài. Chỉ có điều họ quên mất đêm qua đường dây bị hỏng, trong lúc chờ có điện người ta đi ra đi vào liên tục, người lạ có, người quen cũng có. Còn ai lấy và lấy cái ấy làm gì thì họ không đưa ra dự đoán được. Chẳng ai muốn một cái đầu đã đứt lìa để mà làm gì. Cô Nhung tỉnh dậy lúc nửa đêm,
Khi ấy mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn anh em hai bên nội ngoại nằm la liệt ở ngoài nhà. Phòng bên cạnh vẫn cứ văng vẳng tiếng khóc của con dâu. Sau hai ngày khóc lóc vật vã, cô cũng mệt nhoài vì trong bụng rỗng tuếch. Sự việc cái đầu của con trai bỗng dưng mất tích càng làm cô đau đớn hơn. Mò mẫm từ trên nhà xuống bếp, cô cố gắng ăn cho hết bát cháo loãng, rồi lại mò ra đằng sau mà ngồi. Nghĩ tới con, lại nghĩ tới mấy ông thầy đã bỏ mạng vì thứ ấy, cô chợt rùng mình sợ hãi, cố gắng lục lại những mảnh ký ức dở dụng trong trí nhớ. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết mình đã đắc tội với ai. Nếu là đắc tội với người sống, cô sẽ tìm đến và quỳ xuống xin người đó tha tội. Mà cô thì gây sự với quá nhiều người, chẳng thể nhớ hết những người cô đã gây thù chuốc oán. Đến các em chồng cô vì cãi lời mà cô còn đuổi thẳng cổ, thì người ngoài đã có là gì? Bước từng bước chậm rãi về phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh, rồi lần mò vào giường. Ôm đứa cháu nội vào lòng, cô bật khóc nức nở. Hương nghe tiếng khóc của mẹ chồng bên cạnh nhưng cũng chẳng dậy nổi. Vừa thiêm thiếp ngủ, lại nghe có tiếng chân nên Hương cũng mặc kệ. Đối với cô, mệt mỏi thế đã đủ rồi. 3 giờ sáng, có ánh lửa bập bùng qua tấm kính ở cửa sổ. Tiếng người ta hò hét cứu hỏa khiến cô Nhung cùng Hương giật mình tỉnh giấc. Phía bên kia xưởng gỗ, lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Từng cột khói đen xì cuộn vào nhau hòa cùng tiếng nổ lép bép. Ôi trời ơi, làng nước ơi, cháy rồi, cháy xưởng gỗ rồi. Cháy bên này, đem mang nước lại đây, xịt vào đây. Chạy ra gần đến xưởng thì cô Nhung bị một bàn tay rắn chắc kéo lại. Nhìn đống đồ sắp xuất đi đang ngập trong biển lửa mà lòng cô thắt lại. Người ta bê từng chậu nước đổ vào đám cháy. Hai cái máy bơm cùng mấy bình cứu hỏa cũng không thể khống chế được ngọn lửa. Nhìn tiền của cứ thế bốc khói mà cô ngất liệm đi. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, cô Nhung mất con, mất tất cả số hàng còn lại. Sức chịu đựng của cô sắp đạt đến giới hạn. Dù có là người đàn bà cứng rắn đến thế nào đi nữa, cô cũng không thể tin được vào mắt mình. Mọi thứ đã và đang trở nên quá nghiêm trọng. Ngồi nghe ông thầy nói chuyện lúc 8 giờ sáng mà đầu óc cô cứ lơ tơ mơ như người vừa ngủ dậy. Con dâu từ trong nhà chạy ra khóc thúc thích. Tưởng chỉ là nó nhớ chồng nên khóc. Cô đưa tay gạt mạnh một cái rồi quay sang nghe ông thầy bàn tiếp. Không ngờ Hương từ phía sau dùng hai tay bóp chặt vai cô rồi quát lớn. Mẹ có nghe con nói gì không đấy? Cái gì? Trời đất ơi, nãy giờ mẹ có nghe con nói cái gì đâu. Thằng Tép đâu mất rồi? Lạng sao? Đêm qua nó ngủ với con cơ mà. Nhìn ánh mắt của Hương, linh cảm chuyện chẳng lành đang đến với cháu nội trong cô lại trỗi dậy. Chạy vào phòng ngủ kiểm tra, cả hai mẹ con không thấy cô Tép đâu thật. Người nhà nghe tin ấy lại cũng tản ra khắp nơi mà tìm kiếm. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều chẳng thấy. Đang trong lúc mất con, mất cả tiền, cô Nhung như quá điên khi nghe người ta láo nháo bên xưởng gỗ. Dưới sàn bê tông còn vương tro tàn và đám than chưa tắt. Thi thể của cô Tép nằm úp mặt dưới nền, khiến cho cả hai mẹ con cô ngất ngay tại chỗ. Tin ấy loan ra càng làm cho người dân xung quanh khiếp đảm. Họ chỉ biết rỉ tai nhau về sự mất mát đến trùng hợp của gia đình cô Nhung. Người thì đoán nhà cô bị yểm bùa, người thì nói tại cô ăn ở thất đức nên tuyệt tử tuyệt tôn. Theo lời ông thầy, họ đem cái xác của cô Tép ra mộ rồi cho hai cha con vào chung một quan. Ngay trong buổi sáng ấy, cái huyệt được lấp kín, dù cho xác của Quân vẫn còn thiếu mất cái đầu. Anh em nội ngoại tộc nhà cô Nhung thay nhau trông chừng. Họ sợ hai mẹ con cô nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Mẹ mất con, vợ mất chồng, bà mất cháu. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế
sắt đá cũng chẳng chịu được cú sốc ấy, chứ đừng nói đến cô Nhung. Cả một ngày hôm ấy, cô Nhung không tỉnh, nằm mê man, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm và nước mắt liên tục rỉ ra. Hai người con gái của cô Nhung điện cho bạn bè thân tín. Giờ đây, họ chỉ còn biết bám víu vào tâm linh, vào thứ đã khiến nhà cô trong 3 ngày mất 2 mạng người. Gào thét, khóc lóc từ hôm qua tới giờ, khiến cổ của Hương khô khốc. Thức dậy lúc nửa đêm vì quá khát, cô bước ra ngoài chăm cho chồng và con một nén hương. Vừa quay lưng định rời đi, thì cô bỗng tá hỏa khi phát hiện bát hương của con mình đã bén lửa rồi bốc cháy dữ dội. Miệng cô ú ớ không thể nói nên lời. Cô Nhung từ trong phòng lao ra như tên bắn. Hai cô con gái thấy mẹ nhảy từ trên giường xuống thì càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhìn những ngọn lửa từ từ nhỏ dần, Hương quay sang ôm lấy mẹ chồng mà khóc nức nở. Chồng con chết oan quá mẹ ơi. Không có tiếng trả lời từ phía cô Nhung. Đôi tay Hương chạm vào tấm áo mỏng của mẹ chồng nên cảm nhận rõ ràng trên cơ thể ấy mồ hôi đã ngấm ướt hết. Dẫu sao cũng chỉ là cháy chân nhang. Hương dìu mẹ chồng vào phòng rồi bật hết điện ở hành lang lên, lấy thêm một chai nước mát mang vào phòng. Hương ngồi xuống bên cạnh cô Nhung định hỏi han thì cô lên tiếng trước. Có phải con cũng mơ thấy giấc mơ như mẹ? Giấc mơ gì ạ? Cầm chai nước lạnh trên tay mân mê, cô Nhung nhớ lại hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ lúc nãy. Phải chăng là do cô quá mệt nên mơ linh tinh? Nhưng cái cảm giác bị bóp cổ nó chân thật đến kỳ lạ. Ngồi nhìn mẹ chồng mãi mà không thấy trả lời, Hương vốn định kể ra thì cô Nhung đã quay sang nói. Lúc nãy mẹ nằm mơ thấy một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có cái đèn dầu. Từ trong góc nhà có tiếng mèo gào đực hoặc là tiếng khóc của trẻ con. Đang định bước về phía ấy thì nghe có tiếng ai đó gọi tên. Nhìn xung quanh mãi chẳng thấy ai, mẹ lại định bước tiếp thì lại một lần nữa người ấy réo tên. Rồi mẹ nhìn lên trần nhà và thấy một cái bóng đen. Bóng đen ấy thả người xuống, đưa hai tay bóp cổ. Cái miệng thì rộng ngoác tới mang tai, mà hai mắt đen xì, đặc biệt là bên má phải mất hết thịt. Từ khuôn mặt ấy chảy ra mấy giọt nhầy nhầy tanh tanh. Có phải không mẹ? Phải, phải rồi. Nhưng còn mấy lời của người ta. Lời gì hả mẹ? Cô Nhung chợt thu người, rồi kéo tấm chăn che lên đến cổ, đưa mắt nhìn các con, rồi từ từ kể ra đoạn kết của giấc mơ chung. Bóng đèn ấy cất tiếng nói the thé. Ban đầu cô cũng không thể nghe rõ người ấy nói gì, nhưng rồi sau cùng hình như họ cảm giác được nên dí sát tai cô rồi gầm lên. Mày giết chó của tao, chó của vợ tao, quyền rủa vợ tao. Tao sẽ giết cả nhà mày, đúng như cách mày chặt đầu con mực. Từng câu từng chữ đứt đoạn, nhưng nghe chói tai khủng khiếp. Chẳng đợi cho cô phản ứng hay đáp trả, bóng đèn ấy lại rít lên những từ ghê rợn, những lời chửi bới dọa nạt. Bóng đèn ấy chửi một thôi một hồi rồi từ từ đứng dậy. Ngay cả cái cách đứng dậy cũng không giống như người bình thường. Cả cơ thể cứ kéo dài chạm đến trần nhà, nhưng cái đầu vẫn dí sát mặt không đổi. Nhìn khuôn mặt quen quen và lời đe dọa chắc nịch ấy, cô Nhung biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm với ai. Lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng, cuối cùng cô cũng thoát được khỏi giấc mơ. Lúc chạy ra ngoài thấy chân hương đang cháy, càng khiến cô cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Nghe đến đây, cả bố mẹ con đều sợ hãi tột độ. Họ quyết đem chuyện này ra kể với tất cả mọi người. Ai nghe xong cũng sợ đến dựng tóc gáy. Cả đêm không một ai trong nhà dám ho lấy một tiếng. Đi vệ sinh cũng phải kéo thêm người khác đi cùng. Tất cả đều đang mong trời sáng.
với họ bóng đêm bây giờ là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bởi thế lực kia mạnh đến nỗi quật chết được cả thầy pháp, thì những người trần mắt thịt như họ có là gì? Sáng ngày hôm sau, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, nên mẹ con cô quyết không giấu giếm gì nữa. Các cụ cao niên, trong đó có cả bác Trung, nghe xong cũng sợ tái cả mặt. Theo như lời cô Nhung kể, người mà cô Nhung nhìn thấy trong giấc mơ chắc chắn là Bình, và lý do Bình hiện về gây họa chỉ có một. Trước giờ bác Trung là người nói chuyện và tiếp xúc với Ngà nhiều nhất. Trừ chồng Ngà ra thì ở đây chỉ có bác Trung mới liên lạc được. Mấy cuộc điện thoại liên tiếp, Ngà mới bắt máy. Trước những lời nói từ một phía, Ngà chỉ mỉm cười vì cho rằng bác Trung đang trêu đùa. Chồng cô nhất định không làm điều đó, vì mới qua dỗ đầu từng ấy thời gian. Thêm nữa là khi còn sống, Bình hiền lành như cục đất. Chuyện hiện hồn về làm hại người nghe có vẻ khó tin. Thấy bác Trung liên tục năn nỉ mà không được, mọi người đành chuyển qua hướng khác để xử lý. Vì cả nhà giờ chỉ còn mấy mẹ con và hai chàng rể, anh em họ hàng cũng chưa ai dám về nhà. Thế nên tất cả tập trung rồi ròng rắn nhau kéo ra nghĩa địa. Lý do là vì ban đầu bác Trung đề xuất sang bên nhà Bình để thắp hương, nhưng cửa nhà bên ấy đã khóa chặt, muốn vào phải có chìa khóa hoặc ít nhất là sự đồng ý của Ngà. Đã đắc tội với người âm, lại còn muốn phá cửa vào nhà người ta, có khi giận lại càng thêm giận thì khổ. Cả khu nghĩa địa hôm nay gió lộng như sắp bão, người ta cứ xúm xích lại với nhau chứ chẳng dám tách ra. Quỳ xuống trước nấm mộ của Bình, cả nhà cô Nhung hai tay chắp lại thành tâm xin lỗi. Qua quả bánh trái được đặt ngay ngắn bên trên. Bát hương xanh có hình hai con rồng cũng đã bạc màu theo thời gian. Kỳ lạ thay, ngoại trừ nén nhang của bác Trung khi cắm vào còn cháy, tất cả nhang của mọi người trong nhà cô Nhung hễ cứ cắm vào là tắt. Mọi người chăm đi chăm lại vẫn không được. Bản thân cô Nhung cắm nhang vào bát hương đến lần thứ ba thì bát hương dở làm đôi. Đĩa hoa quả đang nằm ngay ngắn bỗng bị một cơn gió lạnh thổi tới hất văng xuống đất. Nhìn cảnh tượng ấy, ai ai cũng sợ đến tái mặt. Cô Nhung biết thân biết phận nên quỳ xuống, đầu chạm tới đất, giọng run run khấn: Bình ơi, cô biết lỗi rồi. Con sống khôn thác thiên thì con bỏ qua lỗi lầm cho cô nghe. Cô hứa từ nay cô sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho vợ của con. Cô xin con, cô lại con. Anh Bình ơi, anh sống khôn thác thiên thì làm ơn tha cho gia đình em đi, em xin anh. Hương thấy mẹ dập đầu trước nấm mồ của người đã khuất, cũng quỳ theo sau. Cả nhà cô Nhung đang định quỳ theo thì bỗng gió hất tung mọi thứ xung quanh, khiến một mảnh vỡ của đĩa hoa quả bắn vào đầu cô Nhung. Máu đỏ chảy ra ướt đẫm cả tấm áo nâu. Thấy sự tức giận của Bình không ngưng không giảm đi mà còn tăng lên, các cụ cùng bác Trung khuyên gia đình cô Nhung nên đi về. Người ta khẳng định việc này chỉ có thể nhờ Ngà. Người đã khuất bảo vệ vợ là điều chắc chắn. Nếu cô không tàn ác ra tay sát hại con mực, không buông lời nguyện rủa Ngà, thì đại gia đình cô hôm nay đã không phải gánh cái nạn từ miệng mà ra. Về đến nhà, cô Nhung ngay lập tức chạy vào phòng mở két sắt, lấy từ trong ấy ra một xấp tiền chẳng rõ là bao nhiêu rồi đưa cho bác Trung. Người mà giờ này cô tin tưởng nhất chỉ có bác Trung tìm Ngà, may ra mới rước được Ngà lên đây xin vong hồn Bình đừng quấy phá nữa. Cầm xấp tiền của cô Nhung trong tay, bác Trung chỉ biết gật đầu trước những lời cầu khẩn và dặn dò. Chuyến xe taxi có thêm mấy cụ cao niên tìm về Nam Định theo địa chỉ mà Ngà cung cấp. Cuối cùng hôm ấy mọi người cũng đã tìm được đến nơi. Căn nhà nhỏ của Ngà nằm sâu trong một ngõ nhỏ, phải đi bộ chừng nửa cây số mới vào tới nơi. Dưới giàn hoa giấy, Ngà đã đứng đó từ lúc nào. Hai mẹ con mời mọi người vào trong nói chuyện. Dù biết trước chủ đích của chuyến đi, nhưng trong thâm tâm Ngà vẫn không tin rằng chồng mình có thể trở về mà làm điều ác độc như thế.
Bác nói với mọi người về đi. Trước giờ chồng cháu hiền lành, chẳng có cớ gì mà lại đi làm hại nhà cô Nhung đến hai mạng người. Biết đâu cô Nhung gây sự với người khác, giờ lại đổ vạ lên đầu người đã khuất. Chắc chắn là không phải người khác đâu gà. Vì chính bà ấy nằm mơ thấy thằng Bình về, nó còn dí sát mặt bà để mà chửi bà ấy. Cháu làm ơn làm phước giúp bác, giúp gia đình nhà bà ấy một lần đi, có được không? Nhà cháu đợt này hàng nhiều, mà có muốn thì cũng phải 3 năm cháu mới cải mã cho chồng. Các cụ các bác vất vả xuống tận đây thì cháu biết sự việc đó cũng không hề đơn giản. Nhưng hơn một năm rồi, chồng cháu chẳng về thăm cháu, dù chỉ là một lần ở trong mơ. Tự dưng bây giờ nhà cô ấy chết con chết cháu, lại muốn cháu lên. Thế lỡ không phải chồng cháu gây ra thì làm thế nào? Nghe ngà nói thế, các cụ cũng bàn tán vì cho là phải. Thấy thái độ của ngà cương quyết, bác Trung kéo ghế rồi bất ngờ quỳ sụp xuống chắp tay cầu khẩn. Người mà ngà tôn trọng nhất làm điều ấy khiến cho cô không thể chấp nhận, đưa tay đỡ bác Trung dậy rồi quay sang nhìn mẹ. Dường như hiểu ý con gái, mẹ cô không phản đối nữa mà nở một nụ cười. Xếp vài bộ quần áo vào túi, ngà quay sang hỏi mẹ. Liệu chồng con có làm điều ấy không hả mẹ? Con cũng cảm thấy nóng ruột lắm. Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng nếu lên ấy mà con gặp được vong hồn nó, con cũng phải khuyên nó đừng gây thêm đau khổ cho gia đình người ta nữa. Dạ, con hiểu rồi. Vì xe không chở được thêm cả ngà, nên bác Trung quyết định gọi thêm một xe nữa. Hai bác cháu ngồi riêng một xe mà tâm sự. Bác Trung kể lại tất cả sự việc quỷ dị mà bác chứng kiến. Bản thân ngà chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Đúng là nhà cô Nhung cũng có những lúc sống thất đất thật. Nhưng nếu chồng cô hiện về vì con mực và vì cô Nhung từng chửi rủa mình mà gây ra cái chết cho cả hai bố con Quân thì sự việc đã quá nghiêm trọng rồi. Mới cách đây mấy tháng, khi về làm dỗ đầu cho chồng, ngà còn nghe tiếng máy cắt xẻ ầm ầm bên nhà cô Nhung. Vậy mà giờ về chỉ thấy tiếng thúc thích, không khí trong nhà dường như trùng xuống. Vì đường xa nên khi về tới nhà cô Nhung đã gần nửa đêm, nhưng tất cả mọi người đều ồ lên khi thấy ngà bước vào. Cô Nhung là người vui nhất, vì nếu hôm nay bác Trung cũng không rước được ngà về thì nhà cô còn xảy ra bao nhiêu chuyện không ai biết. Thắp cho hai bố con Quân một nén nhang, còn chưa kịp ngồi xuống chiếu, ngà đã thấy cô Nhung cùng mấy người nữa quỳ xuống chắp tay xin ngà tha thứ. Cô làm thế cháu ngại lắm, cô ngồi dậy đi. Lỗi lầm của cô lớn lắm, cô biết cô làm như thế với cháu và con mực là không có đúng. Cô gian cháu, cô lại cháu làm ơn làm phước giúp cô với. Nếu cô gặp chồng cháu, xin anh ấy, cháu không có thù oán gì với cô cả. Vì nỗi sợ vẫn còn hiển hiện trong tâm trí, cô Nhung cùng mọi người xin ngà sang nhà thắp hương cho Bình ngay trong đêm. Trời về khuya, sương mù giăng mờ cả lối vào. Căn nhà sau mấy tháng bỏ trống nhưng vẫn thơm mùi nhang khói. Xung quanh cỏ mọc tùm nhưng tuyệt nhiên không thấy có bất cứ con muỗi con ruồi nào. Mở toàn cánh cửa cũ, ngà đưa tay bật công tắc điện. Nén nhang vừa châm còn chưa kịp cắm thì toàn bộ đèn đóm tắt ngúm. Mọi người vội co cụm vào với nhau, vì từ bên ngoài gió cứ thế lùa vào từng cơn lạnh ngắt. Vì đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước, mọi người vội lấy đèn pin ra soi. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến bản thân ngà và mọi người sợ đến rụng rời chân tay. Qua ánh đèn pin, người ta thấy cơ thể cô Nhung đang bay lơ lửng như con dơi. Hai tay đang cố gắng gỡ thứ gì đó ra khỏi cổ. Hai mắt cô trợn ngược vì khó thở, đôi chân cứ thế đạp đạp trên không. Dù cho ngà có quỳ xuống gian xin, thứ kia vẫn tiếp tục kéo cô Nhung bay khắp trong nhà. Trông chẳng khác gì một màn biểu diễn ảo thuật. Nếu không chứng kiến cảnh ấy, mọi người sẽ vẫn còn nghi ngờ về lời của cô Nhung kể hôm trước.
Đủ rồi, thả người ta xuống đi. Cơ thể cô Nhung rơi từ trên cao xuống, đánh rầm một cái. Mấy người chạy về phía cô Nhung kiểm tra, còn lại đồng loạt hướng về phía ngoài, nơi tiếng nói vừa phát ra. Bên ngoài trời, dưới ánh đèn mờ mờ xen lẫn sương đêm, hiện ra một dáng người lạ hoắc. Trên tay trái cầm tích trượng, tay phải cầm tràng hạt. A Di Đà Phật. Quái lạ ha, ở chỗ mình nó làm gì có chùa chiền mà lại có sư nhỉ? Hay là ma quỷ giả dạng? Một người trong đám bỗng lên tiếng khi thấy vị sư lạ đứng lù lù trước sân. Mọi người chắp tay hành lễ, rồi từ trong số các cụ một người bước ra. Vị sư lạ kia không hề mở mắt, nhưng vẫn cứ bước một mạch về phía ngà. A Di Đà Phật. Cho hỏi người đã khuất kia là gì của cô? Là chồng của con, thưa thầy. Muốn qua giải phải tới tận nơi an nghỉ của người ngày hành lễ. Nghiệp báo này ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nên giúp nhà cô kia một tay. Ý của thầy là sao ạ? Là phải ra tận mộ phần của chồng con? Vị sư lạ gật đầu rồi xoay người bước đi, để lại phía sau cả mấy chục con mắt đang dõi theo. Phía trong nhà, mọi người dìu cô Nhung ngồi lại gần sát với tường. Hai mắt cô láo liên nhìn xung quanh rồi gọi tên ngà. Bên ngoài, ngà vẫn đứng lặng im không nhúc nhích. Thấy có tiếng thì thào bên tai, cô mới sực tỉnh, đôi chân cuống cuồng chạy theo. Nhưng vị sư lạ đã mất hút trong màn đêm u tối. Việc mà vị sư lạ giúp phải chăng là cứu cô Nhung thoát chết trong gang tấc? Cô ngà, thế này chắc phải lên tận mộ của anh nhà cô rồi. Để lâu thêm ngày nào, tôi e rằng nhà bà Nhung lại xảy thêm chuyện ngày ấy. Bác gọi mọi người đi, cháu sẽ cùng mọi người lên mộ anh mình. Nếu là anh mình lên thiên về báo oán thì cháu sẽ xin anh ấy giúp. Con đường dẫn vào nghĩa địa lúc nửa đêm thực sự kinh khủng. Cảm giác ban ngày đã rợn người, giờ lại là lúc nửa đêm. Kẻ gan dạ cho lắm vào đây cũng phải dựng tóc gáy. Đoàn người đi túm tụm lại với nhau, nhưng cũng không tránh được tiếng động lạo xạo. Đàn chó thấy động sủa râm ran. Người tỉnh giấc thì nheo mắt nhìn qua khung cửa. Họ biết là nhà cô Dung dạo này xảy ra nhiều chuyện, lại thấy nửa đêm nửa hôm có đám người đi về phía nghĩa địa, ấy cũng là cái sự bình thường. Nơi nghĩa địa, thường ngày gió thổi lồng lộng, thế nhưng đêm nay có cầu cũng chẳng được cơn gió nhỏ. Đến cả tiếng dế, tiếng mối cũng không có lấy một chút. Đoàn người dừng lại trước nấm mộ của Bình, bày bánh kẹo, hoa quả. Cũng như lần trước, trừ hương của ngà và bác Trung ra, hương của tất cả mọi người cứ cắm vào mộ Bình là tắt ngúm. Cô để cháu xem nào. Cầm hương que của cô Nhung, ngà cắm xuống thì lạ lùng thay, hương vẫn cháy như bình thường. Thế nhưng ngà đưa cho cô Nhung một que khác cắm xuống thì nó lại lập tức tắt phục đi. Đang trong lúc nỗi sợ bao trùm thì từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Ngà rùng mình sợ hãi bởi đèn pin của tất cả mọi người đồng loạt tắt. Chỉ còn duy nhất cây nến mà cô vừa châm trước mộ chồng vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng leo loét. Khung cảnh càng lúc càng trở nên ma mị. Ngà ơi, giúp cô với. Cô cứ bình tĩnh, cháu đâu có phải thầy bà mà thấy được anh mình. Giờ anh ấy không có ở đây thì biết làm sao. Vậy cháu thắp hương rồi khấn chồng cháu, rồi cô xin. Trước tình cảnh này, cô Nhung chẳng còn thiết tha gì sĩ diện. Còn cô, cháu cô đều đã mất, sĩ diện lúc này cũng chẳng giúp ích được gì. Về phần ngà, trong thâm tâm cô luôn nghĩ
chồng sẽ không làm điều ấy. Nhưng vì cái gọi là tình làng nghĩa xóm, cô cúi người châm thêm một nén nhang cắm lên mộ của chồng. Đang định khấn thì từ đằng sau người ta co cụm lại, tiếng chân người đổ vật xuống đất nghe rõ mồn một. Tiếng của con gì đó gầm gừ rồi bỗng im bặt. Người vừa ngất đi là bác Trung. Ngà nhấc cốc nến rồi đưa tay chắn gió cho khỏi tắt, từng bước dò dẫm về phía mấy người đang quay quanh bác Trung. Chắc trúng gió rồi, đưa bà ấy về trước đi, khổ lắm, đã báo là đừng có đi theo rồi mà không nghe. Phiền mấy anh mấy chị đưa bác ấy về trước giúp em đi, mẹ con em ở đây với cô Ngà rồi về sau. Vì đoàn người đi vội nên chẳng ai mang theo dầu gió. Người ta chỉ ấn mạnh vào nhân trung bác, rồi lại dây nhẹ hai bên thái dương. Trời về khuya, sương xuống càng lúc càng dày hơn. Người già yếu sức lại gặp gió lạnh ở nơi âm khí nhiều như thế này, ngất đi là chuyện bình thường. Đang trong lúc đèn đóm không có mà bác Trung lại thế, ai cũng nghĩ đến điều xấu nhất. Nghe theo lời của cô Nhung, mấy anh chị định dựng bác lên để cõng về, thì bỗng bác hét lên một tiếng, rồi sau đó giãy giụa như bị động kinh. Ai đụng vào cũng bị hất ra. Dưới ánh nến mờ mờ, người ta thấy đôi mắt bác trắng như quả trứng gà bóc vỏ, hoàn toàn không có lòng đen. Hai tay bác giơ lên như cương thi, rồi bỗng dương dài, sau đó chỉ thẳng mặt cô Nhung mà quát lớn. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết cả nhà mày. Ôi trời ơi, làng nước ơi, quỷ nhập bà Trung rồi mọi người ơi. Tiếng hét của người phụ nữ đứng bên cạnh bác Trung còn to hơn cả lời bác vừa quát. Mọi người tản ra nhưng vẫn không quên nắm tay nhau để tránh lạc mất. Chỉ có Ngà là dám tiến lại gần. Đặt cốc nến xuống đất, cô đưa tay sờ lên má của bác Trung rồi từ từ nói. Anh về đấy à? Bác Trung bỗng quay sang nắm chặt tay Ngà rồi khóc nức nở. Ngà nghẹn giọng thốt lên. Tại sao từ hôm ấy tới giờ anh mới về? Anh với ấy có thiếu thốn gì không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em và con mực. Anh về được rồi đây vì muốn báo thù cho con mực và giết hết cái lũ khốn nạn dám nguyền rủa rồi lăn mạ em mà anh chưa về dưới quê được. Anh xin lỗi. Cậu sống khôn thác thiên, tha lỗi cho cô đi. Cô biết lỗi rồi. Cậu tha cho cô. Anh Bình trong xác bác Trung đang nguôi nguôi một chút, bỗng trợn mắt rồi dung tay Ngà ra. Từ chỗ hai vợ chồng tới nơi cô Nhung quỳ phải cách hơn chục bước chân, mà trong nháy mắt đã thấy cô Nhung bị túm cổ dựng lên. Ngà từ đằng sau lao tới ôm chặt lấy cơ thể của bác Trung. Nhìn mặt mũi cô Nhung tái mét mà Ngà sợ chồng mình lại ra tay sát hại cả người đàn bà đó. Thôi anh ơi, em xin anh tha cho cô ấy được rồi. Không, em tránh ra, để anh giết con mụ này. Mày, tao sẽ băm mày ra như cái cách mà mày băm con mực. Mày còn nguyền rủa vợ tao, còn nói vợ tao là gái độc không con à. Tao giết. Vong hồn của Bình trở về trút giận lên người cô Nhung, khiến tất cả mọi người chứng kiến cảnh ấy sợ đến ướt cả quần. Nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của Bình, mọi người lại cảm thấy thương cảm đôi phần cho người đàn bà ngoan ngoắt ấy. Tất cả đồng loạt quỳ xuống cúi đầu, miệng liên tục xin tha giúp cho cô Nhung. Nắm lấy tay bác Trung, Ngà cũng cầu khẩn để vong hồn của chồng mình bớt giận. Quay đầu sang phía vợ, vong hồn của Bình gắt lên. Người ta đối xử với em tệ bạc như thế mà em vẫn còn thương người ta sao? Em tránh ra, để anh giết quách nó đi. Dù sao thì mọi sự cũng đã rồi,
Anh tha cho cô ấy đi, em xin anh. Con mực đang có bầu đấy. Nó có bầu mà còn bị người ta chặt đầu. Em biết không hả? Lúc còn sống, con mực chỉ quanh quẩn trong nhà, thi thoảng nằm ra ngoài sân phơi nắng. Chuyện nó chạy ra ngoài đi được cái lúc nào làm sao ngà biết. Đúng là sinh mạng nào cũng đáng quý cả. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Bắc Trung, coi như là chạm vào vong hồn của chồng mình, rồi từ từ nói. Anh thương em thì buông tay ra đi. Thêm chút nữa là anh hại chết thêm một người. Em xin anh đấy. Thôi được rồi, bà bảo con cháu ra gốc khế sau nhà mà đào, sẽ thấy cái đầu của thằng Quân. Tôi giấu ở ngoài ấy. Từ nay về sau, hễ mà tôi thấy bà động vào vợ tôi, dù chỉ là một câu chửi, tôi sẽ xé xác bà ra. Bà nghe chưa? Cơ thể Bắc Trung bắt đầu lạnh dần. Hai người ngồi xuống, rồi anh đưa tay ôm ngà. Người ta nhìn cảnh ấy, chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Trước khi xuất ra, anh còn chỉ tay về phía ngôi mộ của mình mà dặn dò vợ. Mộ của anh đừng vội cãi mã. Anh nói em phải nghe. Từ đây về sau, nếu có người thương thì cứ bước tiếp bước nữa đi. Anh sẽ không oán không trách gì em cả. Còn bà, nhà bà ăn trên nước mắt của người làm thuê. Bà còn cái nghiệp nặng lắm. Tôi tha cho bà, nhưng còn con mực, mấy ông thầy bà mời về, toàn bọn ăn hại mà thôi. Chúng nó có bắt được ai ngoài mấy đứa nhóc con trai bà nạo xong mang về ấy? Phước đức nhà bà sắp cạn, tôi không chấp bà nữa. Thì còn nhân quả, bà hại con mực lúc nó mang bầu, ấy là cái nghiệp mà nhà bà phải chịu tuyệt tử tuyệt tôn. Sau này có sống vui vẻ được nữa hay không, bà phải tự tù lấy cái thật. Lúc trước còn đòi sống đòi chết, lúc sau vong hồn của Bình đã quay sang giảng giải cho cô Nhung hiểu tường tận lý do mà ngày hôm nay phải gánh nghiệp. Nhìn sang phía ngà, anh đưa tay lên lau nước mắt của vợ rồi mỉm cười. Anh phải đi rồi, ở lâu sợ cơ thể Bắc Trung không chịu được nữa. Nhớ những gì anh dặn nha. Cơ thể của Bắc Trung mềm quặt như cọng bún sau khi Bình thoát ra. Mọi người xúm lại đưa bác ra phía ngoài ngồi nghỉ. Chỉ còn ngà và mẹ con cô Nhung ngồi sát lại với nhau. Dường như họ muốn chia sẻ hơi ấm trong ngày mọi chuyện đen đủi đã kết thúc. Nấm mộ của chồng vẫn nằm đấy, vẫn im lìm như bao ngôi mộ khác. Người ta lúc còn sống ham hưởng vinh hoa phú quý, thích chè chén say sưa. Có kẻ lại ưa nơi yên tĩnh mà tìm đến. Phút cuối cùng cũng chỉ còn là nắm xương tàn nằm nơi đất mẹ. Suy cho cùng, mọi thứ đều đã nằm trong vòng tuần hoàn vô định. Ngà tin rằng mọi thứ đều đã có tạo hóa sắp đặt. Duyên của hai người tới đây đã hết, dẫu sao cũng được bước cùng nhau trên một chặng đường không dài cũng không ngắn. Đốt thêm bó nhang, mấy người còn ở lại chia nhau rồi cắm lên mộ của Bình. Hương không tắt, đồng nghĩa với việc Bình đã không còn giận dữ nữa. Người nhà cô Nhung nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Họ cũng không quên quay sang cảm ơn ngà vì chẳng quản ngại đường xá xa xôi lên tận đây giúp đỡ. Tiếng gà gáy sớm vừa cất lên cũng là lúc đoàn người từng bước chậm chạp trở về. Lời của Bình hãy còn văng vẳng bên tai. Cô Nhung gọi hai chàng rể cùng mấy người nữa lấy thêm cuốc xẻng ra phía sau nhà. Gốc khế trước giờ vẫn vậy, nền đất toàn những cỏ cây dại, chẳng có lấy một vết đào bới. Người ta tập trung nhau, mỗi người một chân một tay, đào từ trong ra ngoài gốc khế. Cho đến khi mặt trời ló dạng đằng đông, thì một người trong số họ hét toáng lên.
Cái đầu của Quân dính đầy bụng đất nằm đó mà người ta đào mãi không được. Nhìn phần cơ thể cuối cùng của con trai mà cô Nhung không cầm được nước mắt. Đang định cúi người ôm lấy đầu của con trai, cô Nhung phát hiện ra từ dưới đất có một cái lỗ lớn bằng cổ tay. Từ trong cái lỗ ấy phát ra thứ ánh sáng màu xanh dị thường. Bất giác từ phía sau, Hương kéo mạnh khiến cô ngã ngửa. Hóa ra trong ấy là một con rắn. Suýt chút nữa cô đưa tay vào thì có khi bà cháu mẹ con lại cùng nhau đoàn tụ. Mẹ liều thế, con rắn to tướng thế kia mà định móc vào. Lạ thật, sao lúc nãy mẹ không nhìn rõ nhỉ? À mà thôi, lấy rượu sạch với vải trắng ra đây giúp mẹ. Bên nhà cô Nhung, người ta bận rộn cả đêm vì đào bới. Còn Ngà và bác Trung sau khi trở về liền lên giường đánh một giấc tới sáng. Từ ngày Bình mất, đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ mà không cảm thấy nặng nề như những ngày chưa gặp lại được người chồng xấu số. Chuyện cái đầu của Quân được tìm thấy ở góc khế sau nhà loan ra khắp nơi. Người ta thấy nhà cô Nhung sắm sửa một đàn lễ lớn ngay trong ngày hôm ấy. Để tỏ lòng đối với sự giúp đỡ của Ngà, cô Nhung cho con dâu sang tận nơi mời, nhưng Ngà lắc đầu từ chối. Công việc ở dưới quê còn đang dang dở, nên ngay trong ngày cô phải về dưới ấy. Biết không thể mời người ở lại, nên Hương chạy về báo với mẹ. Cô Nhung đích thân sang, nhưng thái độ của Ngà vẫn kiên quyết muốn rời đi. Hai người hẹn nhau gặp lại khi nhà cô tổ chức 49 ngày cho Quân. Đứng trước cánh cổng cũ đầy bụi bẩn, Ngà ngắm nhìn một lượt nơi mình từng ở. Rồi đây cô sẽ chỉ về lại mỗi dịp có dỗ. Anh em bên đằng chồng cũng chẳng mấy mặn mà để cô tiếp tục ở lại. Liếc sang bên nhà cô Nhung, nhìn bác Trung đang đứng ở bờ sân, cô gật đầu mỉm cười. Vừa quay bước định đi về phía xe máy đợi sẵn thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi. Ngà dừng lại ngoảnh về sau, thì ra là con gái của cô Nhung. Chị ta vừa bước tới vừa cười nói, rồi dúi vào tay Ngà một phong bì. Mẹ em gửi cho chị mấy đồng đi đường. Mẹ con em đội ơn chị nhiều lắm. Mà em có gọi taxi cho chị rồi đấy. Chị đừng có đi xe khách đông người lại còn lâu nữa. Thôi, chị cầm về cho cô đi. Em còn tiền, em tự lo được. Ê, chị cầm cho mẹ con em đỡ tủi thân. Nếu không có chị hả, gia đình của em chẳng biết sẽ còn gặp chuyện gì nữa. Chị về mạnh khỏe nha, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác. Nói liến thoáng vài câu xong, chị ta quay người đi. Dưới ánh nắng sớm, khăn tan trên đầu còn bay phấp phới. Ngà cặp phong bì bước lên xe taxi vừa dừng lại cách đó một đoạn. Anh lái xe nhìn liếc qua vết sẹo trên mặt cô, rồi chỉ về phía nhà cô Nhung hỏi nhỏ. Câu trả lời cục ngủn của Ngà như cắt đứt cuộc trò chuyện. Anh lái xe vốn đã biết điểm đến vì con gái cô Nhung dặn trước. Cả quãng đường dài chỉ có vài câu xã giao, Ngà lặng im, còn anh ta cứ nói. Sau chuyến xe, anh chủ động xin số điện thoại rồi liên lạc với cô thường xuyên. Vì tự ti với khuôn mặt nên nhiều lần Ngà từ chối thẳng thừng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lái xe tự giới thiệu anh tên Chung. Cứ ngày ngày anh lại đến chơi, khi thì mua hoa quả, lúc lại mua tặng cô thỏi son. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau chuỗi ngày dài chinh phục, chuyện tình của anh lái xe và cô bán đồ gỗ cũng kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Trước đêm lên xe qua, cô ngồi ôm di ảnh của chồng, vừa khóc vừa cười. Phần vì nhớ Nhung, phần vì công việc nên cô ngủ quên lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng toàn những bông hoa màu tím nhạt. Bình đứng từ xa vẫy vẫy tay chào, rồi lướt lại gần. Anh ôm cô vào lòng, nhưng không trách cứ mà dặn dò đủ điều. Lúc tỉnh dậy thì nước mắt đã ướt đầm gối ngủ. Cô mỉm cười vì trước giờ Bình vẫn thế, lo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, đến cả khi mất rồi vẫn lo lắng cho nhau. Ngày đầu về nhà chồng, Ngà bất ngờ gặp lại ba mẹ con cô Nhung. Hỏi ra mới biết Chung là anh em trong họ ngoại.
Cũng vì thế mà năm người mới có cơ hội ngồi lại hàn huyên. Mọi tư thù trước đây đều đã gạt bỏ, dù cho sự việc xảy ra chưa phải đã quá lâu. Những ngày sau đám cưới, hai vợ chồng Ngà quyết định xin phép bố mẹ chồng ra ở riêng luôn cho tiện. Nói là ở riêng, nhưng thực chất là ở căn nhà Ngà đã xây. Vừa tiện cho việc ăn ở, vừa tiện cho hương quả người chồng cũ. Thấy chồng chạy xe vất vả mà nguy hiểm bởi đi khuya tiềm tàng nhiều rủi ro, Ngà bàn với chồng sẽ mua lại một mảnh đất nhỏ. Người ta sản xuất bằng ghế lớn, mình ít vốn thì làm bằng ghế nhỏ bán cho học sinh. Như có người mách nước, hai vợ chồng cô làm đâu trúng đấy, cuộc sống dần dần ổn định từng ngày. Nhưng mảnh ghép còn thiếu cuối cùng chính là một đứa con. Nhờ vào số tiền tiết kiệm, hai vợ chồng quyết định tìm đến phương pháp cấy ghép. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ngày hai vợ chồng đi khám thì nghe bác sĩ thông báo Ngà đã có bầu. Thiên chức làm mẹ của cô cuối cùng cũng có ngày đạt được. Chồng nghe tin ấy thì vui mừng thông báo cho cả ông bà nội ngoại. Số tiền định chữa bệnh anh bàn với vợ cất đi, sau khi sinh sẽ đưa vợ đi xóa sẹo. Nghe điều ấy, Ngà nhất định lắc đầu không chịu. Nếu không có nó, chắc chắn cô đã không gặp được Bình. Cũng chính nhờ nó mà chồng cô đem lòng yêu mến. Xấu đẹp gì thì cũng đã ngoài 30, trước giờ cô vẫn bỏ ngoài tai những lời của thiên hạ. 10 năm sau, sau khoảng thời gian chuyên tâm làm ăn kinh tế, hai vợ chồng Ngà bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi trở lại quê Bình. Những tưởng nhắc tới người chồng quá cố của mình, anh Trung sẽ nhảy dựng lên. Nhưng không, chỉ mới nghe đến việc cải mã cho Bình, anh đã giơ hai tay hai chân đồng ý. Bởi vì anh biết, công việc làm ăn của hai vợ chồng đều phần nào đó có sự giúp sức của Bình. Người ngoài không cảm nhận được, nhưng bản thân anh chắc chắn là thế. Không chỉ riêng chuyện làm ăn, đến cả mấy lần xe anh bị đâm, rồi cả lần anh chạy xe đêm suýt bị cướp, tất cả đều không nhờ người đã khuất ấy. Có lẽ mạng anh bây giờ cũng chẳng còn. Ngày giờ đẹp đều đã ấn định, cả nhà đánh một chuyến xe về miền Sơn Cước, nơi căn nhà cũ đã sang tên đổi chủ nhưng vẫn giữ được nét đẹp nguyên bản. Người mà Ngà bán cho mảnh đất chẳng ai khác đó là bác Trung. Còn chưa kịp dọn đồ vào trong nhà, bên ngoài đã có tiếng trẻ con léo nhéo, tiếng nói quen thuộc chào từ phía sau, khiến cho Ngà khá bất ngờ. Đứng phía sau ô tô là Hương. Cô nghe tin vợ chồng Ngà về sang cát cho Bình, nên đã đợi sẵn để mời cả nhà Ngà sang ăn cơm tối. Bác Trung bế bổng thằng cu con lên, rồi chỉ sang chỗ mẹ con Hương, mau miệng giới thiệu. Đây là anh Tôm nha, còn phải gọi bằng anh nghe chưa? Anh Tôm, con nhà chú Quân đây. Nhìn đứa bé đứng nép sau lưng Hương, có đến 9 phần giống Quân. Lúc ấy Ngà mới gật đầu mỉm cười, rồi đưa tay vẫy vẫy. Thấy người lạ, cô Tôm không dám lại gần. Anh chị sang nhà em dùng cơm. Mẹ biết anh chị lên tới nên đã nấu cơm sẵn rồi. Bác Trung, bác cũng sang ấy nha, mẹ cháu dặn bác từ sáng rồi á. Thì cũng phải để người ta tắm rửa, nghỉ ngơi đã chứ. Bác Trung mau miệng, rồi quay người vào trong. Hai bác cháu vừa đi vừa cười nói tíu tích lắm. Tranh thủ lúc chồng tắm rửa, Ngà ngồi cạnh hỏi chuyện mới biết. Sau đợt tang thì Hương ngén nặng, cũng may sinh được thêm một thằng cu kháu khỉnh. Nhưng ngạch nổi là ở cổ nó có vết bớt đỏ như cái xích. Người ta đồn rằng đó là Quân đầu thai về lại. Cô Nhung thì không quan tâm điều ấy. Dẫu sao thì sau đại nạn, nhà cô vẫn còn cháu chống gậy, thế đã là may mắn bội phần rồi. Ngày động mộ để đưa xương cốt Bình lên nhà mới, người ta mới phát hiện mộ của Bình là mộ kết. Từng mảng thịt ngày nào chôn xuống giờ hãy còn nguyên vẹn. Từng sợi tơ vàng ống sau khi mở nắp quan tài bắt đầu chuyển sang màu đen, rồi từ từ rụng xuống. Những miếng thịt chắp vá dần dần thối rữa trước mặt tất cả mọi người. Hai vợ chồng Ngà cũng muốn xem cho kỹ, nhưng vì sợ muộn giờ đẹp
nên đành nhường chỗ lại cho đội thợ bốc mộ. Từng mảnh xương được đánh rửa sạch sẽ rồi xếp ngay ngắn vào trong tiểu sành. Vì là người bị đá đè nên xương cốt của Bình chỗ có chỗ không. Người ta phải mò mẫm trong quan để tìm không sót mảnh xương nào. Giữa đêm khuya lại còn hương khói nghi ngút, người ta bỗng thấy Chung đứng thẳng người rồi ôm chầm lấy Ngà. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra, bởi sau cái ôm ấy là câu nói từ biệt cuối cùng của Bình. Dằng dẳng trong màn đêm còn có tiếng cười khanh khách. Anh phải đi rồi. Từ nay anh sẽ không về để che chở cho hai vợ chồng em được nữa. Đã là vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau. Nhìn hai vợ chồng cãi nhau mà anh buồn lắm. Anh đi đây, vĩnh biệt. Tất cả mọi người nghe xong câu ấy cũng là lúc Chung ngất lịm đi. Điều họ thấy không phải là nỗi sợ từ người đã khuất, mà chính là nỗi sợ lúc còn sống không thể đem ra giải bày với nhau, là nỗi buồn hoặc là niềm đau đến cùng cực của nhiều vong hồn đang lang thang phiêu bạt. Họ không sợ cái chết, thứ họ sợ là thời gian khiến cho mọi người quên dần đi, chẳng còn ai nhớ tới một bộ xương trắng nằm im lìm nơi lòng đất nữa. Dẫu sao thì khi còn sống, họ vẫn mong có người bên cạnh. Đừng như ai đó bỏ mặc cha mẹ già lúc còn sống, bỏ mặc con cái, thậm chí tước đoạt đi mạng sống của chúng khi chúng chưa kịp chào đời. Những tội ấy thực sự còn đáng sợ hơn tất cả ma quỷ trên thế gian này. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Vạ Miệng, tác giả Thư Kỳ. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.